Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong vùng khí hậu phù hợp với sinh trưởng của cây quế, nên vùng quế ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được hình thành từ lâu đời và gắn liền với cuộc sống của người dân tộc Dao. Cây quế giờ đã thực sự trở thành cây kinh tế mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu của người dân Văn Yên. Quế là cây trồng có từ lâu đời gắn liền với truyền thống tập quán văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Yên, nhất là dân tộc Dao đỏ. Đây là cây trồng đa lợi ích cho giá trị kinh tế cao, đầu ra cho các sản phẩm từ quế trên thị trường tương đối ổn định. Với những ưu thế vượt trội, cây quế tiếp tục được huyện Văn Yên xác định là cây trồng chủ lực trong phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ đáp ứng thị trường trong và ngoài nước, gắn sản xuất quế, phát triển du lịch với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây quế. Đây là sản phẩm trà túi lọc từ quế. Sản phẩm này được tạo nên từ nguyên liệu vỏ quế. Sau khi tách thành phần nóng, nồng của quế, còn lại phần tinh chất kết hợp với các loại cỏ ngọt. Sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế chứng nhận đảm bảo phù hợp cho sức khỏe con người. Ở Văn Yên thì là một cái diện tích quế lớn nhất của Việt Nam. Thì trong đó có những cái xã trong cái vùng quế trọng điểm. Thế thì cái trà quế này làm ra được ở những cái vùng quế đó. Như là xã Viễn Sơn, Đại Sơn, Mỏ Vàng. Là những cái xã đấy là chúng tôi đã lấy cái vùng nguyên liệu được tuyển chọn rất là kỹ càng. Và khi cái sản phẩm của trà quế mà làm ấy thì bằng những cái quế mà đã có những tuổi đời từ 20 năm và chúng tôi lấy cái nõn của quế. Và đến mùa hoa quế thì chúng tôi cũng thu mua cả những cái hoa quế về chúng tôi ướp và tinh chất để ra được những cái sản phẩm trà có chất lượng tốt nhất. Dù mới có mặt tại thị trường Yên Bái và Hà Nội, nhưng trung bình mỗi tháng 10.000 hộp sản phẩm đã được sản xuất và tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc tận dụng nước quế từ các cơ sở sản xuất tinh dầu quế để sản xuất ra các sản phẩm như nước rửa bát, nước lau sàn không những tạo việc làm và thu nhập cho bà con dân tộc mà còn góp phần đưa những sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Cuối năm của 2017 ấy, bắt đầu năm 2018 ấy, cái sản phẩm tinh dầu quế của huyện Văn Yên ấy, thì nó đang gặp khó khăn. Thế từ cái khó khăn đấy thì trăn trở của công ty chúng tôi là muốn đưa ra một cái dòng sản phẩm nó thay đổi một chút. Thì chúng tôi đã tận dụng được cái nước nấu của tinh dầu quế. Chúng tôi đã sản xuất và xử lý nó ra được cái sản phẩm là nước rửa chén và nước lau sàn. Đó từ tinh chất của quế, tức là từ cái nước mà khi đã sử dụng nấu tinh dầu ra thì còn lại. Thế thì chúng tôi đã tận dụng được để mang cái giá trị của cây quế nó tăng lên rất là nhiều và lại phù hợp, đuổi được côn trùng và tạo được cái môi trường rất là tốt cho người tiêu dùng. Với việc tăng cường khai thác chế biến liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, cây quế giờ không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là cây trồng chủ lực của huyện Văn Yên. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, quy mô lớn là mục tiêu duy trì và giữ vững giá trị thương hiệu nông sản Yên Bái trên thị trường trong và ngoài nước.